Hi, hello các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Vietnamese G-Shock Reviewer, kênh review G-Shock dành riêng cho người Việt. Thì hôm nay mình sẽ làm một đoạn video clip để so sánh nhanh giữa ba model đình đám của nhà Curvemaster. Màu vàng bên trái của màn hình chúng ta đó là model GN1000. Màu đen phía bên phải màn hình của chúng ta đó chính là GWN1000. Và màu trắng ở chính giữa của chúng ta đó chính là model GWNQ1000. Thì ba model này đều thuộc phân khúc của nhà Curvemaster. Đây là trung cấp, hơi cận cao cấp và đây là cao cấp. Ba model này có một cái điểm khác biệt, đây là twin sensor, cảm biến bộ đôi. Ở đây là triple sensor, cảm biến bộ ba. Và chúng ta có GWNQ1000, bao gồm 4 cảm biến quad sensor. Thì ba cái thiết kế này thì cái đầu tiên các bạn khi các bạn nhìn vào đó, các bạn cũng thấy nó đều có một cái đặc điểm chung, đó là một cái thiết kế khá là tròn. Ba cái model này của chúng ta đều có một cái vòng tròn khá là tương đồng. Đây cũng tròn, đây tròn, đây cũng tròn. Và hai cái model cao cấp và cận cao cấp ở đây chúng ta đều có những cái cọc số ở trên cái viền bằng nhôm này. Đối với GWNQ1000 thì cái mặt kính của nó là mặt kính được làm bằng Sapphire Crystal. Còn hai mặt kính này thì lại là mặt kính thường, không phải là kính Sapphire. Về cái thiết kế, cấu trúc thiết kế thì cả ba đều có cùng một cái nét thiết kế giống như nhau. Chúng ta xem ha, GN1000, cái phần ở phần liên kết dây. Dial thì chúng ta đã nhìn thấy rồi, bây giờ chúng ta nhìn ở cái phần liên kết dây. Thì các bạn sẽ thấy ở cái phần liên kết dây này các bạn, chúng nó đều được bắt cái dây vào cái bezel bằng hai con ốc, chỉ có khác cái cách trang trí cái việc bắt ốc thôi. Còn về phần dây thì GWN1000 và GWNQ1000, hai con triple và quad double sensor sẽ khá là giống nhau, với là dây với cái lỗ tròn, nhưng đối với GN thì là dây với cái gạch ngang. Nhưng ở trên cái dial thì chúng ta thấy là khá là giống nhau. GWN và dòng Curvemaster của chúng ta thì đây là cái dòng đồng hồ được thiết kế dành riêng cho những cái nhà thám hiểm đại dương có cái nhu cầu đi biển và xem thủy triều tuần trăng nhiều. Nên cả ba model của chúng ta đều được trang bị cái tính năng đó là thủy triều, tuần trăng, la bàn và nhiệt kế. Riêng với model GWN1000 thì được trang bị thêm cả cái độ cao, rồi thêm cả là áp suất không khí đó. Còn riêng với lại GWNQ1000 của chúng ta thì trang bị thêm được cái độ sâu nữa, độ sâu, vị trí và cả một cái nữa đó là cái nhật trình, đó là cái mặt trời lặn mọc. Đó, thì ba cái thiết kế này của chúng ta nhìn thì nó rất là quen thuộc và nó rất là đẹp. Ba thiết kế thì đều có một cái kích thước thì nó khá là xem với nhau. Nhưng mà ba cái thiết kế này thì về cái độ nặng nhẹ thì mình cảm thấy rằng là cái độ nhẹ nhất đó chính là con GN1000 màu vàng này, rất là nhẹ. Với đó là con xong tiếp theo nữa sẽ là GWNQ1000 sẽ nhẹ luôn. Tại vì cái thân máy của GWNQ1000 là cái thân máy bằng titan nên nó khá là nhẹ. Còn riêng cái mẫu GWN1000 màu đen này thì nó hơi nặng hơn mấy người anh em của mình một chút xíu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nhìn điểm sơ qua về cái tính năng ha. Đối với con GN1000 này thì chúng ta sẽ có một cái dial bao gồm cả cái ô tròn mà mình rất là thích, đó là cái hiển thị cái đồ thị tuần trăng. Chúng ta sẽ có thể biết được là trăng mọc và trăng khuyết lúc nào ở cái vị trí này mà chúng ta không cần phải vào trong những cái phần function của nó để xem, mà lúc nào nó cũng hiển thị ở đây. Về cái thủy triều thì nó cũng sẽ hiển thị một phần ở đây luôn cho các bạn. Đó, một cái cọc neo. Dial của nó mình cảm giác rất đẹp. Đó, các bạn xem ha. Chúng ta đến với time, work time nè, rồi stopwatch, timer, alarm. Rồi chúng ta quay trở lại với lại timekeeping như bình thường. Ở đây chúng ta có một cái nút này, chúng ta chuyển sang compass, đó là la bàn. Kim cũng phối màu rất là đẹp luôn, mình rất là ưng cái mẫu màu vàng này. Rồi chúng ta bấm mode một lần nữa để trở lại với lại timekeeping.
Tiếp theo là chúng ta sẽ có GWN 1000. Thì GWN 1000 chúng ta sẽ có ha World Time này, giờ thế giới nè, Time thủy triều, bấm vào đây để chuyển sang Moon. Time là thủy triều, chuyển sang Moon ha. Một lần nữa chúng ta sẽ nhấn Stopwatch. Chúng ta có Timer Alarm báo thức. Chúng ta có Receive Multiband Seek. Chúng ta quay trở lại với Timekeeping. Ở đây chúng ta có một cái nút sensor, bấm vào chúng ta sẽ đến với lại nhiệt kế ha. Rồi chúng ta đến với barometer, đó là cái áp suất không khí. Một lần nữa chúng ta đến với comp, cái tiếp theo chúng ta đến với altimeter là la bàn, xin lỗi là độ cao, mình xin lỗi ha. Đó là những cái tính năng của GWN 1000. Bây giờ chúng ta chuyển sang đại boss, đó chính là GWN Q 1000 ha. Đây GWN Q 1000. Đây GWN Q 1000 chúng ta sẽ có Recall là đồng bộ hóa sóng qua đồng bộ hóa thời gian qua sóng multiband seek. Chúng ta có World Time, chúng ta có Time và dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ có Moon luôn. Và chúng ta sẽ có Sun, nó là hiển thị cái thời gian mặt trời mọc và mặt trời lặn. Đây là mặt trời mọc sẽ có mũi tên lên và mặt trời lặn có mũi tên xuống. Chúng ta có Stopwatch, chúng ta có Timer, chúng ta có Alarm. Chúng ta quay trở lại với lại Timekeeping rồi. À, giữ để quay trở lại với Timekeeping. Ở đây chúng ta có một cái nút bấm, đó là về cái sensor. Chúng ta bấm vào một cái chúng ta nghe beep. Chúng ta chuyển sang Deep, thì đây là cái đo độ sâu của Grabmaster chúng ta. À, một lần nữa chúng ta chuyển sang Barometer, đó là áp suất không khí. Chúng ta chuyển sang Calm, chúng ta chuyển sang Altimeter. Chúng ta chuyển sang Thermometer. Và chúng ta quay trở lại với Deep. Đó, đây là những cái tính năng của Grabmaster GWN Q 1000. Vậy thì GWN Q 1000 sẽ là đỉnh cao nhất của nhà Grabmaster của chúng ta. Và GWN Q 1000 là hội tụ đầy đủ tất cả những cái tính năng mà một chiếc đồng hồ tuyệt vời đã có. Chúng ta có kính sapphire, chúng ta có tất cả những tính năng đồ thị từng trăng, nhiệt kế, thủy triều, đầy đủ hết. GWN 1000 thì lại thiếu cái kính sapphire và cái nhật trình cũng là cái định vị vị trí. Ngoài ra thì nó cũng là một cái thiết kế rất là tuyệt vời rồi. Thì cái dòng Grabmaster này thật sự không kén người đeo, nhưng nó cũng đòi hỏi người đeo có một cái kiến thức về sử dụng cái G-Shock này, thì các bạn mới có một cái niềm đam mê để mà theo dõi và tùy chỉnh và nghịch phá chiếc đồng hồ chúng ta. Có một điều mà thật sự rất đáng tiếc trên cái dòng Grabmaster ở đây là kể cả ba cái model này, từ trung cấp, cận cao cấp và cao cấp ở đây, chúng ta đều không được trang bị cái dây carbon hoặc là dây chịu lực siêu bền, mà chúng ta chỉ sử dụng cái loại dây Uraban đối với hai cái thiết kế cận cao cấp và cao cấp. Còn đối với thiết kế trung cấp này thì sử dụng một cái loại dây nhựa thường như là những cái dòng Master khác. Cái điều đó hơi tiếc một tí. Nếu như mà Casio đầu tư thêm tí xíu nữa trang bị cho Grabmaster chúng ta những cái tính năng đó nữa thì trên cả tuyệt vời luôn. Rồi, còn có một cái vấn đề nữa cần so sánh giữa hai cái Grabmaster cao cấp và cận cao cấp này, đó là cái nút ground. Thì cái nút ground của hai cái này thì đều có tính năng sử dụng như nhau, nhưng mà cái cách mở và đóng của hai cái thì khác nhau. Đối với GWN 1000 thì chúng ta chỉ cần xoay nhẹ ra, nút ground nó tự bung ra. Chúng ta cho cái phím màu đỏ này đối diện với cái nút màu đỏ, ấn vào và xoay một vòng nhẹ là chúng ta đã được khóa được rồi. Nhưng đối với GWN Q 1000 thì khi chúng ta muốn mở ra chúng ta phải xoay ra, thì sau khi nó xoay ra như thế này chúng ta muốn đóng lại chúng ta phải ấn cái phím này vào, chúng ta sẽ xoay một vòng, nói chung là hơi khó đóng vào một tí. Các bạn phải xoay đến khi nào mà nó vào khớp và bắt đầu nó vặn chặt thì các bạn mới xoay vào. Thì để giải thích cho vấn đề này thì Casio mới giải thích rằng những chiếc đồng hồ cao cấp như thế này thì được Casio chăm chút hơn và muốn nó là một những chiếc đồng hồ tồn tại lâu dài hơn, nên đã sử dụng cái phím ground, cái loại xoay như thế này thì nó sẽ chặt hơn, kích hơn, bót hơn và tốt hơn cho chiếc đồng hồ chúng ta. Thì giải thích như vậy thì mình chỉ biết như vậy thôi. Thì GB 2000 cũng sử dụng giống như vậy, GWG 1000 cũng sử dụng giống như vậy luôn các bạn. Ok, bây giờ chúng ta test thêm một tí xíu nữa về đèn nha. Đối với đèn
thì sáng nhất ở đây cũng chính là cái model trùm này, đó là cái đèn LED đây, thì rất là sáng. Đây là đèn đôi các bạn nha, là vừa sáng đèn đèn LED ở dưới LED và vừa sáng luôn cái đèn nền ở trên cái phần số điện tử, các bạn thấy không? Đó. Còn với cái sáng tiếp theo chúng ta có, đó là cái sáng đèn LED của GN1000. Đó các bạn thấy không? LED lên rất là sáng. LED tím tím rất là sáng. Rất là đẹp. Và cái model cận cao cấp của chúng ta GWN1000 thì có cái độ sáng đèn hơi yếu một tí, hơi yếu một tí xíu. Hơi buồn cái vấn đề này thôi, mình cũng không hiểu tại sao mà Casio lại làm cái điều đó, nhưng mà cảm thấy hơi buồn thôi. Nếu mà bê cái đèn của GN1000 qua mà bỏ cho GWN1000 thì cũng đã rất là tuyệt vời rồi, mình cũng không hiểu sao. Thôi sorry. Có một điều nữa, đó là các bạn hay so sánh giữa hai cái model này với nhau, đó là một cái thiết kế lộn ngược. Khi các bạn lật ngược một trong hai model lại và để gần lại với nhau thì các bạn thấy rằng là thật sự mà nói là đây là một cái phần mà Casio rất là đánh đố người dùng. Là chúng ta sẽ có cái phần số điện tử hiển thị cùng một nơi, và chúng ta có cái phần North Hand cũng cùng một nơi. Và các bạn để ý ha, những cái biểu tượng trang trí về tuần trăng ở trên đồng hồ chúng ta, tròn vuông méo tròn đó các bạn, nó cũng đảo ngược và giống như vậy luôn. À, các bạn thấy không? Nó cũng đảo ngược và giống như vậy luôn. Thì thật sự mà nói là Casio rất là đánh đố người dùng khi các Casio đã quyết định làm một cái thiết kế như vậy. Các Casio không tinh chỉnh nhiều mà chỉ cần đảo ngược thôi cũng đã cho ra đời một cái mẫu thiết kế mới và tinh vi hơn rồi. Cái thiết kế rất là tuyệt vời. Thì cái dòng Godmaster này, nếu mà các bạn nào có đam mê và G-Shock, những cái bạn collector thì có thể là mình nghĩ rằng là không thể nào các bạn có thể bỏ qua cái bộ ba thiết kế này được. Sở hữu bộ ba thiết kế này rồi thì các bạn cũng sẽ rất là an tâm, vì mình đã có đầy đủ ba chiếc đồng hồ mà hiển thị đầy đủ tất cả những cái tính năng của G-Shock hiện có. Tuần trăng, thủy triều, độ cao, áp suất không khí, la bàn, nhật trình, rồi độ sâu, rồi định vị tọa độ, rồi đủ các thứ hết. Mọi thứ rất là tuyệt vời với Godmaster. Các bạn có phải là người yêu Godmaster hay không, hãy nói cho mình biết nha. Cảm ơn các bạn đã xem qua clip. Nếu các bạn cảm thấy video clip này hay và hữu ích, các bạn nhớ like, subscribe và chia sẻ đoạn video clip này. Mọi ý kiến đóng góp của các bạn sẽ giúp cho kênh ngày một phát triển hơn. Cảm ơn các bạn đã xem qua đoạn video clip. Chào các bạn, tạm biệt các bạn nha. Bye bye.